phản ứng cực gắt vì yên xe nóng muốn cháy da. Đoạn video được camera an ninh ghi lại cảnh nam thanh niên sơ ý không kiểm tra yên xe trước khi chiếc xe được dựng ngoài trời nắng khá lâu. Từ trong nhà bước ra, nam thanh niên này vội vàng ngồi lên xe và ngay lập tức giật nảy người khi bờ mông vừa chạm vào yên xe nóng gắt. Sau khi xem đoạn video, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận cà khịa như sau: "Sức bật tốt lắm chàng trai, chính là cái chắc. Ôi giời, ai lại đặt chảo rang cơm ở đây vậy?" Cảm nghĩ của các bạn như thế nào khi xem video này? Hãy để lại bình luận và đừng quên đăng ký kênh để nhận được video sớm nhất.